Xin chào tất cả các em học sinh lớp 1 đang học trên trường hình. Cô tên là Nguyễn Thị Khánh Linh, giáo viên trường Đại học Quang Trung Thành phố Huế. Cô và các em lại được gặp nhau trong tiết học môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập trước khi vào bài học nhé. Hôm nay, cô và các em sẽ học bài đầu tiên trong chủ đề bạn bè. Cô mời các em quan sát lên màn hình, nhìn tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nào tranh vẽ các bạn đang chơi trò chơi rùng rảnh lên mây. Bàn nam mặc áo màu đỏ, trên đầu có đồi một chiếc khăn rằn, đóng vai làm thầy thuộc bắt rắn, các bạn còn lại đứng nối đuôi nhau. Bên này có một bộ ban ghế. Cô còn thấy có ba chầu hoa lan trông rất đẹp. Qua việc con sạc tranh, cô tìm được các tiếng. Bàn, lan, khăn, rắn. Sân Tiếng bàn và tiếng lan có điểm gì giống nhau? Tiếng bàn và tiếng lan đều có chứa một phân mới mà hôm nay chúng ta sẽ học, đó là vần an. Tiếng khăn và tiếng rắn có chứa vần ăn. Tiếng sân có chứa vần ân. Và đây cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Bài 1 An Ăn Ân các em đọc lại cùng cô nào an ăn ân cô giới thiệu với các em đây là vần an vần an gồm mấy âm ghép lại vần an gồm hai âm ghép lại âm a đứng trước âm n đứng sau các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn nào a n an an các em lưu ý khi phát âm vần an thì đầu lưỡi sẽ chạm nhẹ hàm răng trên và luồng hơi khi đi ra bị chặn lại ở cổ. A n an an Các em đánh vần và đọc trơn lại cho cô nào. Một lần nữa. Cô có vần an, nhiều cô thêm âm bờ đứng trước Vân An, dấu nặng đặt dưới âm A thì cô sẽ được tiếng gì? À, ta sẽ được tiếng bàn. Tiếng bàn gồm âm bờ đứng trước, Vân An đứng sau, dấu nặng đặt dưới âm A. em lắng nghe cô đánh vân nào? Bờ, An, Ban, Nặng, Bàn. Đọc lại cho cô nào. thêm một lần nữa Các em quan sát tranh sau Đây là bức tranh vẽ cảnh hai bạn học sinh đang ngồi học Bạn nam và bạn nữ là bạn học của nhau để các em ạ à. Cô mời các em định vân và đọc trơn cho cô nào Đọc to cũng có Bàn học từ Vân An đã học, nếu cô thay âm A bằng âm Á thì cô sẽ được một vần mới, đó là vần ăn. Vân ăn gồm mấy âm ghép lại? Vần Anh gồm hai âm ghép lại, âm Á đứng trước, âm N đứng sau. Các em lắng nghe cô đánh vân và đọc trơn nào. Á, à, N, ăn, ăn. Các em lưu ý, khi phạt âm vân ăn thì đầu lưỡi sẽ cong và chạm nhẹ hàm răng trên luồng hơi khi đi ra bị chặn lại ở cổ các em nghe lại nào. á à, n ăn ăn các em đánh vân và đọc trơn lại cho cô một lần nữa nào các em có sạc bức tranh sau tranh vẽ gì nào à cô thấy trong tranh có hai người đang mặc bộ đồ lạnh và đeo bình dưỡng khí lặn xuống nước thế thì những người này được gọi là gì cô mời các em đánh vân và đọc trơn cho cô nào đọc táo công cô thờ lành trong từ thờ lạnh có tiếng nào chịu vân chúng ta có hóng à trong từ thờ lành có tiếng lành chữa vân anh chúng ta vừa học Các em đọc to là cho cô nào tương tự như vậy từ vân anh, nếu cô thay âm á bằng âm ớ thì cô sẽ được một vân mới đó là vân ân vân ân cũng gồm hai âm ghép lại âm ớ đứng trước âm nờ đứng sau Các em lắng nghe cô đánh vân và đọc trơ nào ở n ân ân các em lưu ý khi phát âm vân ân thì đầu lưỡi sẽ chạm nhẹ hàm răng trên luồng hơi khi đi ra bị chặn lại ở cổ ở n ân ân các em đọc lại cho cô nào một lần nữa như vậy là chúng ta vừa học được ba vân mới đó là vần an, ăn, ân. Ba vần này có điểm gì giống và khác nhau nào? Ba vần này đều có âm cuối là âm n. Và khác nhau ở âm đầu. Vần an có a là âm đầu. Vần ăn có á là âm đầu. Vần ân có ở là, là âm đầu. Chính vì sự khác nhau này nên mỗi vần sẽ có cách đọc khác nhau an ăn ân các em đọc lại cho cô nào đọc to cùng cô an ăn ân các bạn đang làm gì các em à các bạn đang chơi ở sân thế thì những nơi mà dành riêng cho hoạt động vui chơi thì được gọi là gì nào cô mời các em đánh vần và đọc trơn cho cô đọc to công cố nào sân chơi trong từ sân chơi có tiếng nào chữ vinh chúng ta vừa học à có tiếng sân chữa vinh ân chúng ta vừa học Các em phân tích cho cô tiếng sân nào tiếng sân gồm ấm sơ đứng trước vân ân đứng sau Các em đọc lại tuần bài cho cô Đọc lại cùng cô nào. An bờ an ban nằng bàn bàn học ăn thờ lành ân sân chơi. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang hoạt động luyện viết. Cô giới thiệu với các em, đây là chữ ghi vần an. Vần an gồm chữ A đứng trước nối liền với con chữ N. Chữ A và chữ N khi viết thì cao hai ly. Cô mời các em quan sát cách viết. Đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3, viết một con chữ A. Tại điểm dừng bút của con chữ A, các em lườn bút việc nối sang con chữ N. Dừng bút ở đường kẻ ngang số 2. Cô mời các em đọc cho cô nào Đọc to cùng cô Bàn Chữ bàn gồm chữ bờ đứng trước Nổi liền với vân an Và dấu nặng đặt dưới con chữ A Khi viết các em nhớ lưu ý Chữ bờ cao 5 ô ly Chữ A và chữ N cao 2 ô ly Các em cùng quan sát cách viết với cô nào Đặt bút ở đường kẻ ngang số 2 Viết một con chữ bờ Tại điểm dừng bút của con chữ bờ, các em lườn bút việc nổi sang vần An. Cuối cùng, viết dấu nặng nhỏ gọn đặt dưới con chữ A. Bây giờ các em hãy lấy bảng con và viết cho cô một chữ ghi vần An và một chữ bàn nào. Chỉ tay vào bạn con và đọc lại chữ vừa ghi. Cô giới thiệu với các em, đây là chữ ghi vần ăn. Vần ăn gồm chữ Á đứng trước, nối liền với con chữ N. Chữ Á và chữ N đều cao 2 ly. Cô mời các em quan sát cách viết. Đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3. Viết một chữ ghi vần an. sau đó lia bút lên giữa đường kẻ ngang số 4, viết dấu để tạo thành chữ ghi vần ăn. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em viết chữ lành. Chữ lành gồm chữ L đứng trước, vần ăn đứng sau, dấu nặng đặt dưới con chữ Á. Chữ L khi viết cao 5 ô ly, chữ Á và chữ N cao 2 ô ly. Các em có sẵn cách viết công cố nào? Đặt bút ở đường kẻ ngang số 2, viết một con chữ L. Tại điểm dừng bút của con chữ L, các em lườn bút việc nổi sang vần ăn. Cuối cùng, viết dạo nặng nhỏ gọn đặt dưới con chữ Á. Các em tiếp tục viết vào bạn con một chữ ghi vần ăn và một chữ làng náo. chỉ tay vào bạn con và đọc lại cho cô. Đây là chữ ghi vần ân. Vần ân gồm chữ ở đứng trước, nối liêng với con chữ nơ. Cô mời các em có xác cách viết nào. Đặt bút dưới đường kẻ ngang số 3. Viết một chữ ghi vần an Sau đó, lia bút lên giữa đường kẻ ngang số 4, việc dấu mũ để tạo thành chữ ghi vần ân. Cô mời các em đọc cho cô nào. Đọc to cùng cô? Sân. Chữ sân gồm chữ sờ đứng trước, nổi liền với vần ân. Chữ sờ ở n điêu việc cao hai ly. Cô mời các em quan sát cách viết. Đặt bút ở đường kẻ ngang số 1 Viết một con chữ sờ Tại điểm dừng bút của con chữ sờ Các em lườn bút việt nổi sang vần ân Tiếp tục lấy bản con Và viết cho cô một chữ ghi vần ân Và một chữ sơn áo Chị tay vào bản và đọc cho cô Sau tiết học này, các em hãy mở vở tập viết trang số 30. Viết cho cô bài số 1. Các em đọc lại cho cô nào. Đọc to cùng cô. Ăn, bàn, ăn, lành, ân, sân. Các em đã thấy mệt chứ nào? Cô mời các em cùng đứng dậy và chúng ta cùng thư giãn. Em đã thấy thư giãn hơn chứ nào bây giờ chúng ta tiếp tục vào bài học cô mời các em đọc lại các vinh chúng ta vừa học nào đọc lại công cố an ăn ân các em quan sát lên màn hình nhìn tranh các em có thấy bức tranh này quen thuộc không nào à bức tranh này vẽ cảnh một ngôi trường và Ngôi trường là nơi mà rất là quen thuộc của chúng ta. Thế thì quen thuộc còn được gọi là gì nào? Cô mời các em đánh vân và đọc trơn cho cô. Đọc to cùng cô nào. Gần gũi. Từ gần gũi có tiếng nào chữ vân chúng ta vừa học? À có tiếng gần chữ vần ân chúng ta vừa học bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ gần gũi nào chúng ta có thể nói là trường học rất gần gũi với chúng em ở trường thầy cô là những người luôn quan tâm giúp đỡ và dạy dỗ các em thế thì thầy cô còn đối xử với các em như thế nào nữa cô mời các em đánh vần và đọc trơn cho cô nào đọc to không cô ân cần. Từ ân cần có tiếng nào chữ Vân chúng ta vừa học? À, có tiếng ân và tiếng cần điêu chữ Vân ân chúng ta vừa học. Em nói cho cô một câu có chữ từ ân cần nào? Chúng ta có thể nói là thầy cô dạy dỗ ân cần. Chính vì được các thầy cô giáo luôn dạy dỗ ân cần, quan tâm các bạn học sinh và sự gần gũi giữa các bạn học sinh với nhau mà trường học trở thành ngôi nhà thứ hai của các bạn học sinh và rất là gắn bó với các bạn. Cô mời các em đánh vần và đọc trơn cho cô nào. Đọc to cùng cô. Gắn bó. Trong từ gắn bó có tiếng nào chữ vân chúng ta vừa học? À có tiếng gắn chữ vân ăn chúng ta vừa học. Em nói cho cô một câu có chữ tư gắn bỏ nào? Chúng ta có thể nói là Các bạn học sinh luôn yêu thương gắn bỏ với nhau Đây là cái gì các em? À đây là bộ bàn ghế thường được đặt ở sân trường Để các bạn học sinh có thể ngồi chơi, đọc sách và có thể bàn bạc một vấn đề nào đó Cô mời các em đánh vân và đọc trơn cho cô nào đọc to cùng cô bàn bạc từ bàn bạc có tiếng nào chữ vinh chúng ta vừa học à có tiếng bàn chữ vinh an chúng ta vừa học các em nói cho cô một câu có chữ từ bàn bạc nào chúng ta có thể nói là chúng em đang bàn bạc với nhau cô mời các em đọc lại các từ chúng ta vừa tìm được đọc lại không có nào gần gũi ân cần gắn bó bàn bạc bà. bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô các tiếng có chữ các vân chúng ta vừa học nào cô tìm được các tiếng có chữ vân an các em đọc cho cô đọc to không có nào lan nhãn bán hàn em phân tích cho cô tiếng nhãn nào tiếng nhãn gồm âm nhờ đứng trước vân an đứng sau dấu ngã đặt trên đầu âm a các tiếng có chữ vân ăn em đọc cho cô nào đọc to cũng có Xanh, vằn cảnh, nặng. phân tích cho cô tiếng xanh nào tiếng xanh gồm âm sơ đứng trước vân anh đứng sau các tiếng có chứa vần ân các em đọc cho cô đọc to cùng cô nào cân nần nhẫn lẫn các em phân tích cho cô tiếng nần nào tiếng nần gồm âm nờ đằng trước vần ân đằng sau dấu nặng đặt dưới âm ở như vậy là chúng ta đã vừa tìm được rất là nhiều tiếng có chứa các vần chúng ta học Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện đọc. Cô có, có bài ứng dụng sau. Bài này gồm có 3 câu. Chữ cái đầu của mỗi câu được viết in hoa. Các em lưu ý, khi đọc đến các dấu chấm thì chúng ta sẽ nghỉ hơi. Đọc đến các dấu phẩy thì sẽ ngắt hơi. Các em lắng nghe cô đọc mẫu. Bố mẹ là bàn của bé các bàn học đều là bàn của bé tất cả đều gắn bỏ, ân cần chia sẻ với bé bây giờ cô và các em sẽ cùng luyện đọc câu đầu tiên các em đọc cho cô nào đọc to cùng cô bố mẹ là bàn của bé Liền đọc tiếp câu thứ hai nào em đọc to công cố nào cả bàn học đều là bàn của bé ở ừ, câu thứ ba cô thấy có một số từ khó khi đọc các em dễ sai các em nghe cô đọc lại gắn bó ân cần chia sẻ các em đọc lại cho cô nào đọc lại câu thứ ba nào ta cố nào? Tất cả đều gánh bỏ, ân cần chia sẻ với bé. Các em đọc lại toàn bài nào. Cô đổ các em, ai là bàn của bé? À, bố mẹ, các bạn học đều là bàn của bé. Thế thì các bạn đối với nhau như thế nào? À, tất cả đều gắn bó ân cần chia sẻ với bé. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và tìm cho cô các tiếng có chữ vân chúng ta phải học nào. À, trong bài có tiếng bàn chữa vân an, tiếng gắn chữa vân ăn, tiếng ân và tiếng cân chữa vân Ấn chúng ta vừa học. Cô mời các em đọc lại toàn bài nào. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo mà cô tin chắc rằng các em sẽ rất là thích. Đó là hoạt động mở rộng. Cô mời các em đọc nào. Đọc to không cô? Cái gì? Các em có sạc bức tranh sau. Tranh vẽ gì nào? À, trong tranh cô thấy có một cái cân màu đỏ, bộ bàn ghế và khăn. Thế thì các em có biết cái cân dùng để làm gì không? À, chúng ta thường dùng cái cân để đo cân nặng bộ ban ghế dùng để làm gì nào à chúng ta thường dùng bộ ban ghế để ngồi học đúng không nào cái khăn dùng để lau bây giờ nhiệm vụ của các em là sẽ chọn một trong ba đồ vật này sau đó nói cho cô một câu có chứa đồ vật đấy cô mời các em cùng cô lắng nghe xem thử bạn nhỏ đầu tiên nói như thế nào nhé Đỏ. À, bạn nhỏ đầu tiên chọn đồ vật là cái cân và nói câu có chứa đồ vật đấy Thế thì trong câu nói của bạn có tiếng nào chữ vân chúng ta vừa học? À, có tiếng cân chữa vân ân chúng ta vừa học Lắng nghe bạn nhỏ thứ hai nói câu gì nhé? Ba mua cho em bộ bàn ghế mới À, bạn nhỏ này nói rất là hay đúng không nào? Thế thì trong câu nói của bạn có tiếng nào chữa vân chúng ta vừa học? À có tiếng bàn, chữ vân an chúng ta vừa học. Tiếp tục là nghe bàn tiếp theo nào. Em dùng khăn để lau mặt. À bàn nhỏ này thì chọn đồ vật thứ ba đó là khăn. Và trong câu nói của bạn cô thấy có tiếng khăn chữa vân ăn chúng ta vừa học. Ở nhà các em hãy luyện nói thật nhiều câu có chứa các đồ vật mà các em yêu thích cho bố mẹ và người thân của mình cùng nghe nhé như vậy là bài học hôm nay chúng ta đã học ba vần đó là vần an ăn ân cô mời các em đọc lại cho cô nào đọc to cùng cô an ăn ân sau tiết học này các em nhớ hoàn thành vở tập viết tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi cô chào tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau